là 50, nhưng mà nếu mà anh dặn cao rồi cũng lên 50. Đây là xe điện Lazada. Đây là xe điện của Vinmart. Cả nước thì mình có bao nhiêu điểm rồi em? Dạ, hiện tại là mình sẽ có bán xe 500 trên sàn. Tương lai đúng không? Tương lai 2020 là 2 năm nữa. Tối thiểu là 30.000 đến 50.000 trên sàn. Quang Trung á, nói từ ngã năm Chuồng Chó thì đi lên nhìn tay phải là thấy. Rất là hấp dẫn các bạn. Đây nó có chỉ số về pin đúng không? Cái này là hiện tại mức pin cho mình anh. Dạ. Bọn này là bọn tóc. Bọn này có hai chế độ lái là sport và eco. Sport là đi những cái đoạn đèo dốc đúng không? Sport là có nghĩa là khả năng phát huy hết cái tốc độ tối đa của động cơ của mình, còn sport à, còn eco là chế độ lái bình thường, lái nhẹ nhàng cho mình, tiết kiệm điện, tiết kiệm nhiên liệu cho mình. Thứ hai trên này có hệ thống là smart định tích hợp luôn trên smart của mình, thông báo smartphone, tin nhắn điện thoại. Khi ví dụ anh đang bỏ điện thoại đâu đó, mình người ta gọi tới vẫn hiển thị lên thôi, hay là chỉ tin nhắn mình đã báo cho mình là có cuộc gọi. Trong khi đó là trên ứng dụng của mình có thể kiểm tra được là xe mình đang ở đâu, định vị xe mình như thế nào, hoạt động xe mình như thế nào, tình trạng sức khỏe xe mình như thế nào, mình cũng giới hạn được tốc độ của xe này luôn. Nó có và app đúng không? Mình theo dõi dạ, được app. Đúng, và mình cũng có thể cài đặt khóa xe tại trên app. Ví dụ anh ở trên lầu mà anh xe mà ở dưới hầm chắc cha quên rồi, thì anh cũng có thể mở điện thoại lên và khóa lại, tất cả khóa luôn. Đặc biệt khi mà khóa là hệ thống động cơ nó sẽ tự lắp lại và không cho xe mình di chuyển. Là an toàn khỏi lo mất xe. Và khi cũng có một chế độ an toàn nữa là giống như xe hơi là chế độ parking. Là hầu như các xe điện khác khi mở chìa khóa lên là mình nhận ra mình chạy được. Nhưng xe mình là phải tắt chế độ parking đi, giữ 3 giây. Tắt chế độ parking an toàn này đi là mình xe mình chạy được. Và nó cũng có một tính năng an toàn nữa là khi mình khánh lại là hệ thống ga nó không có tác dụng nữa. Hay ha. Dạ. Tránh trường hợp nhiều người. Dạ, khánh dầu anh, khánh đĩa không? Là mình thêm nhất dầu à, mà để mình có thể thấy cái dầu của bánh điện. Và nó cũng có tích hợp luôn là chân chống từ chân chống từ. Dạ, là khi mình chân chống xuống thì ga của nó cũng không thể hay lên ga được. Đảm bảo an toàn cho mình và quả cảm nít nữa. Hay em thích cái vụ mà bóp hắn vào mà không lên ga được. Dạ, thì một số người họ mới chạy họ sợ sự quên cái vụ đó, ví dụ như bóp hắn nhưng mà vẫn lên ga thì nó thì đặc biệt là chị em phụ nữ mà đúng rồi. Chị mà gặp trường hợp sự cố thì là bóp hắn vừa đi lên phanh đúng rồi, dễ gây sự cố, là dễ gây sự cố của mình. Cái màu thì có thể chọn hai bốn, bên em đang hỗn hợp là sáu màu, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu vàng ngà, màu xanh hoặc màu xám xanh. Đặc cái màu đang hot nhất hiện giờ là màu xám ghi. Có khác nhau về giá tiền không hay là chỉ khác nhau về phiên bản pin thôi? Dạ, hầu như là giống nhau tất cả các loại màu là đều giống nhau một giá. Không chỉ khác nhau về phiên bản pin đi nhưng mà phiên bản quy trình thôi. Phiên bản quy trình hồi nãy có ai mình tư vấn anh về các sự khác nhau hai cái này chưa ta? Rồi có. Anh nói sơ lại thêm. Thứ nhất là sử dụng đèn halogen phiên bản quy trình. Còn phiên bản cao cấp thì sử dụng đèn full led. Thứ hai là nó tích hợp cái độ smart. Còn cái phiên bản SQC thì không có. Và phiên bản cao cấp nó có thêm là smart key là khóa từ. Dạ, bên kia thì không có. Và đặc biệt hơn nữa, cái điểm thứ tư quan trọng hơn là cái pin là bình.
Pin này tuổi thọ của nó kéo dài là 1.000 sạc tương đương với là tuổi thọ 6-8 năm cho mình. 6-8 năm. 6-8 năm. 6-8 năm. Dạ. 1.000 là sạc. Đây được bao lâu em ạ? Dạ 80 km. Cái này là mình cầm lên à, à để mình sạc cho mình sạc, dạ, cắm nguồn điện mình sạc trực tiếp. Có hai kiểu sạc, một là sạc trực tiếp qua xe, thứ hai là ví dụ mình ở chung cư căn hộ á, mình không có cái điểm sạc mà thải hầm á, thì mình có thể rút cái này ra sắp lên, kéo mình lên sắp lên phòng sạc ok hết. Dạ. Yeah. Và cái này là mình có cái cục mà dự phòng cầm theo không? Dạ, bên em hiện tại đang triển khai vào hệ thống mà các điểm sạc nhanh và điểm thay đổi pin cho mình. Có được khắp trên thành phố hay là chỉ xung quanh nội thành thôi? Dạ, tất cả chị. Tất cả đến năm 2020 là gồm 30.000 và 50.000 điểm sạc. Đặc biệt là tại các điểm sạc trung tâm thương mại của Vincom, Vinmart, Vinro. Dạ. Với lại là các điểm sạc đường như là các trường học và y tế, giáo dục, các khu nhà các mà điểm sạc đường cho mình. Còn ở những cái nhanh. Đặc biệt là tại các cái sân của Petrolimax và BBO mình hiện tại đang triển khai hệ thống sạc cho mình. À. Dạ đúng rồi. Cái này nếu mà cái trung tâm thương mại thì chắc không tốn tiền. Còn nếu ở cây sân hợp kinh doanh thì chắc chắn phải tốn tiền rồi. Nhưng mà một lần sạc của nó trung bình á là dao động 4-7 tiếng. 4-7 tiếng thì một lần sạc của nó tiêu tốn mình là 1.6 kWh tương đương là 4.500. À. 4.500 thôi. Chạy được 80 cây, trong khi 80 cây tiền xăng của wow, tiết kiệm quá. Là 2 lít 50.000. Thì nó gần như là 1/4, gần như là 1/10. Dạ, lợi nhuận của nó. Trong khi đó là mình không có bỏ ra về tất cả các khoản chi phí trong vòng 3 năm. Những cái xe xăng khác. Trong vòng 3 năm là sao? Trong vòng 3 năm bên em bảo hành hoàn toàn miễn phí cho mình. Dạ. Còn có vấn đề gì là cứ cầm ra. Dạ, dạ, với lại là mình có không có chương trình bảo dưỡng như là thay nhớt, cam, xích. Là những cái xe máy khác là mình bắt buộc là mình phải có chương trình bảo dưỡng đó. Nhưng mà cái này là không có bảo dưỡng đấy đó. Tại vì nó đâu có đâu. Dạ. Đó là hoàn toàn miễn phí tiết kiệm cho mình. Ví dụ một tháng chị chạy đi là chị phải tối đa cho mình là tối thiểu cho mình là chị phải thay nhớt có một lần. Còn biển số của nó là mang biển số 10D, máy điện. À, nên nó cũng rẻ hơn là biển số của con nghe của mình. À. Cái này là 35 triệu. Dạ, 35 triệu. Dạ, dạ. Dạ. Hệ thống động cơ nó là chỉ là động cơ Bosch của Đức. Và dòng thiết kế là design là áo và nhạc cung đặc biệt Ý, theo phong cách châu Âu. Thứ ba là hệ thống là phân hai điểm ly sinh của nhà. Dạ. Dạ 50 tối đa 50 km/h. À những xe điện hả? Dạ 50 nếu mà tính trong thành phố thì nó lớn. Dạ. Lên tầng trệt. Cứ đi lên tầng trệt là cả. Trong tháng 12 chị, trước ngày 24/12. Tại vì giai đoạn em đang triển khai là chương trình này hết đến ngày 24/12 là bên em có thể khả năng là hết sớm nữa. Tại vì số lượng xe có giới hạn. Đó là những điều chị mua thì giờ chị đề cập và cũng có nhiều màu cho mình. Em xin lại thông tin của chị để em bắt đầu. Thành về mua một cây nha. Thường thường xe điện là 10, 12, 15 triệu rồi. Thì thêm 6 triệu, thêm là cả 10 triệu nó mua này ok. Đẹp hơn. Nhìn thấy đẹp mà, có vẻ mạnh mẽ đó. Xe điện trung bình là 12 triệu rồi.
đây tính năng công nghệ nhiều hơn gì. Ừ, đúng rồi. Nào ra là xe điện là tiêu. Chụp tới 100 ngàn. Ok.